Bữa nay bố già ăn một cái mâm gỏi gỏi Thái ngon hơn của Ti Thi nữa nha mọi người. Này cả Ti Thi là cái giá với bố già nha. Đây một cái mâm gỏi rất là đặc biệt. Rồi mời mọi người nha, mời cả nhà thưởng thức gỏi Thái với bố già nha. Gỏi Thái ba khía ngon lắm mọi người. Rồi. Bóc luôn mọi người, ngon ngon. Gỏi Thái nha mọi người. Gỏi đu đủ mà chọn kiểu Thái cay ngon. Khía gỏi đu đủ nha, trộn với bún bông đậu đỏ cà tôm. Ngon rồi. Bắt hết. Đậu đỏ cho nó giòn rồi. Cà. Gỏi Thái của Ti Thi là ở lại với cái gỏi Thái của bố già nha mọi người. Bố già vừa qua Thái Lan đi học mới về. Ngon. Ngon xuất sắc người quá. Gỏi Thái của bố già làm ngon hơn gỏi Thái của Ti Thi. Bố già không gọi đi ra Thái Lan mới đi học nghề được cái món gỏi Thái ăn xuất sắc. Ngon. Cay ngon mọi người. Một mâm cùng thấp quá đã. Cay làm kiểu Thái là phải cho cay mới ngon nha mọi người. Còn có đậu đổi mới ngon.
Xíu sắc mọi người. Gỡ thái của tôi thi là lại nha mọi người, này ngon lắm. Ngon. Cay. Làm được kiểu đồ Thái là phải cho nó cay nha mọi người. Cay nó mới ngon. Ngon. Hết rồi mọi người. Hết mâm rồi đó. Gỏi thái tôi thi ở lại nha mọi người. Này gỏi thái kiểu bố già ngon. Một xuất sắc. Là bao khía nhiều cho mới ngon không mọi người. Phải làm cái thiệt cay, ăn nó mới đã. Xuất sắc, xuất sắc.
ngon quá, cay cháy mũi luôn. Ngon quá. Bài nguyên mâm gỡ Thái luôn. Thành công, thành công. Ngon quá mọi người. Không lẽ hấp nước luôn. Ngon quá. Mọi người có xem cái clip này thì cho bố già xin một cái like, một cái subscribe nha mọi người. Đăng ký kênh ngay nha, ủng hộ bố già nha mọi người. Thành công. Rồi, cảm ơn mọi người xem clip nha. Mọi người có đang xem cái clip này thì ủng hộ cho kênh Bố Già Lang Thang một cái lượt đăng ký nha, với một cái like nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.